Người đàn ông tốn hơn 100 triệu đồng tiền viện phí vì bị uốn ván. Người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn hôn mê do mắc uốn ván. Đến nay chi phí điều trị đã lên hơn 100 triệu đồng, trong khi đó bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Theo thông tin từ bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là ông H, 43 tuổi trú tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, bị hôn mê do uốn ván và nhiễm trùng vết thương. Trước đó ông H bị cưa vào chân khi đang sửa mái phòng trọ. Vết thương rộng khoảng 3 ngón tay, phải khâu nhiều mũi tại cơ sở y tế gần nhà nhưng không tiêm phòng uốn ván. Khoảng 1 tuần sau, ông H có triệu chứng cứng hàm, chảy nước dãi, không nuốt và nói chuyện được. Ngày 17 tháng 6, người đàn ông được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây ông H được chẩn đoán uốn ván và nhiễm trùng vết thương. Hiện tại ông H vẫn hôn mê, phải đặt nội khí quản thở máy, được điều trị với thuốc kháng sinh an thần giãn cơ. Đáng chú ý, thuốc đặc trị do trường hợp này rất tốn kém, chi phí điều trị của bệnh nhân lên tới hơn 100 triệu đồng và có thể tiếp tục tăng do thời gian nằm viện kéo dài. Các bác sĩ nhận định khả năng cứu sống người bệnh lên đến trên 90%, tuy nhiên khó khăn lớn nhất là bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, uốn ván là bệnh cấp tính do ngoại độc tố của vi khuẩn uốn ván, phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Các triệu chứng của bệnh được biểu hiện là những cơn co cứng kèm theo đau, trước tiên là các cơ nhai, cơ mạc, cơ gáy và sau đó là cơ thân. Ở Việt Nam, bệnh uốn ván xuất hiện tạm phát ở khắp các tỉnh trong cả nước. Ổ chứa trực khuẩn uốn ván tồn tại trong ruột của súc vật, nhất là trong ruột các đại gia súc ăn cỏ như là ngựa, trâu, bò, kể cả người. Tại đây vi khuẩn cư trú một cách bình thường không gây bệnh. Nha bào uốn ván có thể tìm thấy trong đất và các đồ bị nhiễm phân súc vật hoặc là người. Nha bào uốn ván có mặt mọi nơi trong môi trường tự nhiên và có thể gây nhiễm cho tất cả các loại vết thương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.